Cải lương, thuyền tình về lại bến xưa của tác giả Cẩm Tú. Qua phần tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Vũ Linh trong giai Thảo, Tài Linh trong giai Hồng, Linh Tâm trong giai Thuận, Diệp Lan trong giai Hòa, Bảo Trung trong giai Cao, Hồng Nga trong giai Lan. Bây giờ, mời quý vị và các bạn bắt đầu thưởng thức vở cải lương Thuyền tình về lại bến xưa của tác giả Cẩm Tú. Sao giờ này Hồng chưa đến vậy cả? Mới nhắc tới rồi kìa. Hồng! Hồng! Hả? Ai gọi vậy? Ủa? Đâu có ai? Hồng! Dạ! Ai vậy? Kỳ cục à! Ai gọi tên mà không thấy bóng dáng gì hết vậy nè? Không lẽ bạn ngài của ma sao? Ghê quá! Hồng! Hồng à! À! Cái giọng kêu này! Đúng rồi! Anh Thảo chứ không ai hết á! Để coi... À, số xe của ảnh đây rồi. Anh Thảo, làm bộ trốn hả? Phá em hoài hả? Nè, em nhìn coi xung quanh có ai không Hồng? Còn sớm lắm, chưa có ai đến đây hết á. Vậy hả? Nè, bước lên đây mau đi. Bước lên mau. Coi chừng người ta thấy đó. Rồi. Ngồi thụt xuống cho khỏi cái đầu một chút đi. Mà anh kêu em lên đây làm chi vậy? Sao bữa nay em đi làm sớm quá vậy? Mỗi bữa đi trễ, bị nhịn đói hoài hả? Không có kịp ăn gì hết á. Hôm nay em đến sớm đặng kiếm xôi mua ăn lót lòng thôi. Tội nghiệp không? Để từ rày sắp lên ha. Mỗi sáng anh mua một gói xôi để sẵn ở trong ngăn kéo cho em nha. Chà, tính dụ dỗ cái vị thành niên hả? Nè nè nè, em đi tố cáo à. Tố cáo với ai? Với mấy chị thư ký trong văn phòng đó chứ ai. Trời, tưởng ai chứ mấy cô đó thì anh còn cầu cho em tố cáo à. Chi vậy? Cho mấy cổ mặc sức mà ganh tị. Chà, gan quá ha. Chứ không phải anh sợ mấy chị đó ghen hả? Phải không? Ai thèm mấy cổ mà ghen. Mà thôi, em hỏi anh kêu em lên đây làm chi nè. Để cho anh xin nói chuyện. Nè, chuyện gì vậy? Nói chuyện nghe coi. Đừng có làm người ta sốt ruột mà. Nói đi. Cho tôi được một lần nhìn hoa răng đầu ngõ, một lần cài hoa thắm lên tim, một lần chờ thương yêu đăm thắm, tình yêu trong tâm với nghe tiếng nói thơm môi. Cho tôi được một lần nhìn trăng soi trọn lối, một lần nhìn mây tím quên trôi, một lần dìu em sang nhà mới, đời tôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi. Hồng, anh kêu em lên đây để... Để gì? Để vậy nè. Kỳ cục mà. Để nắm tay em vậy đó hả? Nắm đi, mà 10 phút thôi nha. Không, nắm hoài á. Ý, đâu có được, mà không cho người ta đi làm sao? Muốn đi làm thì phải trả lời đi. Trả lời cái gì? Trả lời phản đối, bị anh nắm tay đó. Sao là bị? Phải nói là được chứ. Nếu bị thì em đã la lên rồi. Hay quá ta. Nghĩa là anh được nắm tay em ha. Vâng, và em hả? Em cũng được nắm tay anh nè. Nghĩa là em chấp nhận hành động đó của anh. Trời ơi, không về em nói chuyện nghe dễ thương quá. Em Hồng à. Hả? Em có biết anh đã yêu em không? Biết. Ủa, sao hay vậy? Anh có ngỏ lời ngỏ ý gì với em lần nào đâu? Có, anh ngỏ ý rất nhiều lần. Nhưng mà không có phải bằng lời. Anh không ngỏ bằng lời mà sao em biết? Đôi mắt của anh đó. Đôi mắt của anh đã bày tỏ đầy đủ như anh nói vậy. Và em đáp lại đôi mắt đó bằng hành động bước lên xe anh đây nè. Trời ơi, anh không ngờ Hồng của anh vô cùng tế nhị và nhạy bén đó. Tuổi giàu yêu nào cũng thế anh ạ. Mình đã 20 tuổi rồi. Mình đã biết tìm bạn trăm năm nè. Mình cũng muốn xây dựng hạnh phúc. Và mình đã đến với nhau đúng lúc. Để tìm hiểu nhau cho thật rõ tim lòng, rồi mình nên duyên cho được phí nguyện. Tình chung vẹn vẹn chứ học bươm mong để rồi phụ phàng kiếp qua. Hồng em,
nguyện chẳng đổi dời. Cho dù bao gian khổ duyên trúc mài suốt đời không hề lãng phai. Được rồi, em tin anh. Nè, thôi đủ rồi nha, nắm tay đúng 10 phút rồi đó. Cho em vô văn phòng chưa? Nhân viên sắp đến rồi đó, để họ thấy kỳ lắm ạ. Ừ, mà trước khi buông ra, cho anh hôn bàn tay này một cái nha. Nè, một cái thôi nghe. Thôi đi, ăn gian hả? Ăn gian gì đâu. Nói hôn một cái mà sao em đếm không kịp vậy? Em thông cảm mà, tại anh thương quá à. Thôi đi, mở cửa cho em xuống đi. Nè, tối nay anh đợi em tại cầu số 1 Bình Đông nha. Được rồi. Chào cô Hồng. Dạ, dạ chào anh. Dạ xin lỗi, anh là ai? Vì tình cờ hay là cần gặp em có chuyện gì không? Dạ không phải tình cờ mà con không biết có chuyện gì hôn nữa. Ủa, sao kỳ vậy? Nói chuyện nghe giống người cõi trên quá hả? Nhưng anh là... Cô Hồng không biết tôi thiệt sao? Ờ phải rồi, làm sao cô biết được? Tại vì tôi và cô là hai cái việc cách biệt nhau quá mà. Cô là thư ký văn phòng nè, còn tôi là thằng đạp xe ba gác chở gạo giao hàng cho người ta, nên ít có dịp trò chuyện với nhau. Cô thì vô tình, còn tôi thì hữu ý, nên tôi nhớ cô luôn nè. Hả? Anh nói cái gì? À không, ý tôi muốn nói là tôi mến cô nên luôn nhớ mặt cô. Mỗi lần cô đi ra đi vô, tôi đâm chiêu nhìn cô lòng thương thấy mồ, không dám hồ đồ, sợ cô chê tôi thô lỗ, làm tôi xấu hổ, nên hôm nay tôi tìm đúng chỗ. Đúng chỗ gì? Dạ đúng chỗ đón cô. Hả? Đúng lối cô đi ra đi vô. Tôi rất cần gặp cô để nói vài lời thô lỗ. Anh nói chuyện nghe vui tai quá hả? À xin lỗi anh tên gì? Dạ hân hạnh được giới thiệu, tôi tên Tư Cao. À cái tên đúng với khổ người của anh quá hiếm. Dạ tại vì tôi có cái chân dài quá nên bạn bè đặt tôi Tư Cao đó. Chứ sự thật tên cúng cơm của tôi đẹp lắm, không phải tên Tư Cao xấu vậy đâu. Dạ xin hân hạnh giới thiệu cho cô biết tôi tên là Nhách. Hả? Anh Nhách hả? Dạ tại hồi nhỏ tôi bệnh hoài à, ốm nhom ốm nhách à, nên ba tôi khai sanh cho tôi đặt tên là Lương Văn Nhách. Dạ tên đẹp quá. Nè anh định gặp tôi để thú lộ chuyện gì vậy anh Nhách? Dạ hả? cái chuyện tại vì cô ở ác khiến tôi phải nằm mơ, bấy lâu tôi đợi chờ chưa lấy vợ mà đời vẫn còn bơ vơ, tôi đúng là trai tơ. Sao anh không tìm chỗ xây dựng bàn trăm năm để mơ mộng âm thầm rồi tìm tôi tỏ tình, để làm gì đây anh khi chúng mình chưa quen? Chưa quen nên mới đón để xin được làm quen, cho giải quay thất lòng, cho đêm thôi nằm mộng, cho đàn lòng reo vang tăng tích tật tình tan. Mẹ chơi để làm thinh hoài nó khổ lắm cô ơi. Ai biểu tại anh làm thinh chi cho buồn, cứ nói đại ra cho vui. Ê cái chuyện này nói ra nó buồn lắm chứ nó không có vui đâu. Sao chuyện buồn lắm hả? Buồn lắm mà hễ nói xong rồi là vui liền hè. Vậy sao anh không nói ra cho nó vui? Dạ tại bị không dám nói nên mới buồn hoài. Chuyện gì mà không dám nói? Thì cái chuyện giống như ba má tôi rồi đó vậy đó. Thôi đừng có nói xàm nha, để tôi vô làm việc trễ 5 phút rồi nè. Phải rồi, ngồi trên xe hàng nói chuyện hoài không có sợ trễ giờ đâu à. Đừng có nói bậy nghe. Không bao giờ thằng này nói bậy hết á, nói là có sách bách có chứng đàng hoàng à. Chứng cớ gì? Chứ không phải cô mới tự trên cabin xe tải mới bước xuống đó hả? Xiết, bộ theo dõi hả? Chứ sao? Ở chơi nha. Quá mà. Ê đi luôn hả? Trời ơi trời, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi vô duyên nên yêu ai cũng rất hè hà. La 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 la. Ai vậy là cô Hồng? Đúng rồi, cô Hồng. Cô Hồng ơi, cô Hồng à, cô Hồng. Dạ, dạ, dạ thưa ông chủ gọi con. Nữa, cứ vậy hoài à, cứ ông chủ hoài à. Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi, cô không thể đổi tiếng xưng hô đó được sao hả? Dạ. Nên từ bỏ cái tiếng ông chủ xưng con đi, cứ gọi là gọi là anh đi, và xưng em là đủ rồi. Dạ, dạ thưa ông chủ. Nữa, ông chủ nữa. Dạ, dạ thưa, tại em quen miệng, từ nay em hứa nhớ lời dặn bảo của anh.
kêu tiếng Anh nó phải nghe được không? Em ngồi xuống đó đi. Mấy bản hợp đồng anh giao cho em ngày hôm qua đó, em đánh máy xong chưa hả? Dạ, dạ còn một bản nữa. Dạ, em đang làm. Cái tiếng em của em sao mà nghe nó mắc nghẹn hoài vậy? Tự nhiên đi chứ. Cái lối ngập ngừng đó làm cho người ta chú ý đó, hiểu không? Dạ, dạ thưa em hiểu. Dạ, xin phép anh cho em lại đánh máy cho xong mấy bản hợp đồng em giao cho anh. Khoan đã, anh không có gấp lắm đâu. Anh muốn hỏi em nè. Mà em đừng có cho rằng anh tò mò rồi đâm ra khó chịu nghe chưa. Hồng à, từ ngày em nhận việc ở đây đến giờ, anh thấy hình như em có hai bộ đồ thay đổi như vậy là ít quá đó. Đây là văn phòng giao dịch với các nơi, cho nên từ tài vụ, kế toán, văn thư, đánh máy cho đến cả cô phục dịch ở đây đều phải trang phục tươm tất cho đúng mức. Cái trước nhất là để cho khách đến đây quan hệ với chúng ta, họ có sự trân trọng bởi cái tươi mát cao sang, xem như một cơ quan có tầm quan trọng, họ sẽ thấy thoải mái nể nang và mở kênh kiệu nghinh ngang. Dạ anh thông cảm cho, bởi gia đình em có phần eo hẹp, dạ cho nên ăn mặc đổi thay, dạ không có được bằng ai. Không à, đất nước này nào chỉ có riêng em, ai cũng phải lao động hết mình mới thoát khỏi khó khăn. Riêng với em cũng cần phải điểm trang cho đẹp, đừng để thua sút người ta mà bị tiếng gièm pha. Nhất là với các cô cùng sở cùng ngành, họ quen cái thói không đua tài mà chỉ lo đua đòi so sánh xa qua, chiếm dụng giờ công để chùm nhum lại sầm xì, chỉ trỏ nè, rồi chê bai người này nghèo, người kia xấu. Cho nên anh muốn em bớt đi lòng tự trọng. Dạ, dạ thưa ông chủ. Dạ anh muốn nói sao có nghĩa là em đừng mặc cảm nọ kia, thì anh sẵn sàng giúp đỡ em không còn thua sút họ nữa. Dạ, mà anh giúp thế nào? Dạ giúp rồi thời hạn bao lâu em phải hoàn trả lại? Em đừng có bận tâm chuyện đó, thi ân bất cầu báo mà. Anh giúp cho em chỉ vì vì đơn phương tình cảm thôi. Dạ tình cảm thì em đã nhận rồi khi anh thu em vào làm việc. Nếu không nhận thì cũng phải nhận người khác thôi hả? Việc đó đâu có gì gọi là ân nghĩa. Nè, đây là số bạc 400.000 đồng. Đối với em nó gần một tháng lương đấy. Anh thành thật biếu em đi mua sắm cho đầy đủ với người ta nghe chưa. Trời ơi em. Anh đã nói rồi, em đừng có mặc cảm gì hết á. Anh đã thương thì nên để cho anh thương. Em thấy không, các cô kia đã làm ở đây mấy năm rồi mà họ có đáng cho anh động lòng giúp đỡ đâu. Tiền này em chỉ sắm vài bộ đồ thiệt sang trọng để đi làm. Trưa nay anh sẽ đi chợ Sài Gòn lựa mua cho em một đôi bông tai nè, một đồng hồ đeo tay và 7 chiếc vòng xi men cho đủ bộ nha. Thảo, con đi đâu đó? Dạ cô. Cô Hồng à, cô đánh máy cho xong mấy bản hợp đồng đó rồi giao cho tôi, rồi cô cứ về lo việc của cô. Tôi cho phép cô nghỉ buổi chiều nay đó. Dạ, dạ chào ông. Sao, có gì đây cậu Quý Tử? Dạ, ba ơi, chiều nay con có cái hẹn với bạn. Bạn hay là Đào? Dạ mà con bị kẹt trong bản sắp ca là 2 giờ phải chở hàng lên Thủ Dầu Một. Ba giùm thay xe khác cho con nghe ba. Ngày mai con sẽ bù lại ca chót. Con đừng làm quá rồi tụi nó phê bình ba bao che cho con nghe. Nhưng mà con lỡ hẹn hôm qua, nào ngờ hôm nay lại bị kẹt ca như vậy. Trước giờ con đã kẹt bao nhiêu lần rồi? Thì con đã làm báo cáo máy hư đột xuất rồi. Còn mấy bác tài xế kia thì cũng thông cảm cho con lắm bà. Chính họ cũng muốn có tài đi đăng kiếm chút đỉnh, chứ có tài xế nào muốn ngồi không đâu ba. Đành đằng xe có lăn bánh thì tài xế mới chấm mút chút này chút nọ. Nhưng họ đã được ăn mà còn bày đặt phê bình nữa mới tức chứ. Bà, con chỉ kẹt một lần này thôi, không dám phiền đến ba nữa đâu. Ba thương con ráng giúp đỡ cho con mà, tại con cũng giống ba hồi nhỏ. Thôi đừng có nói điên, đặt chuyện lung tung. Tao đâu phải như mày nay, con này mấy con nọ xong chẳng có lập trường. Ba ơi thì tuổi trẻ ai chẳng dưng dương vào chuyện yêu đương. Nè ba ký vào cho xong chuyện con còn sửa soạn đi ngay, kẻo lỡ hẹn với em. Nè con lớn rồi, ba đang tìm chỗ cho con, cần có gia đình để lo lắng làm ăn.
không còn lăng nhăng tình tự gây điều không tốt đẹp. Dạ con chẳng dám giấu bà ý, con đã chọn cưới nàng này làm vợ. Con cưới làm vợ à? Nhưng mà con đó nó ở đâu, làm gì, con của ai vậy? Dạ cũng gần đây hả ba. À rồi con sẽ trình diễn với ba mà. Thôi được rồi. Rồi nè, xong rồi nè, ba ký rồi nè. Đi đi, ba làm chuyện khác nữa. Dạ cảm ơn ba, ba điệu đời quá. Con đi nghe ba. Đó 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 đó, coi chừng té đó, coi chừng té. Thiệt cái thằng này, nó giống mình hồi còn trẻ quá. Đâu vậy? Em cứ yên tâm đi, anh sẽ đưa em đến chỗ mà em cần đến. Thôi, em đâu có biết anh chở đi đâu đâu mà cần đến. Thôi, mình vô quán này ăn nem đi em, nem ở đây ngon dữ lắm á. Chỗ nào ăn chơi anh cũng rành hết hả? Nhưng tài xế mà em, ăn cơm bể phủ, dạo đủ khắp nơi mà. Dạ anh cũng dẫn bộ đến đây như em chứ gì. Điều đó thì anh xin thề đọc là chưa có lần nào à nha. Nè, em hỏi thiệt nha, hồi ở dưới quê anh có bồ không? Bồ hả? Ừ. Bồ thì có, nhưng yêu thì không. Ai mà tin, không yêu thì bồ làm gì? Thì bồ cho vui vui, chiều chiều gặp bồ á, đi văn nghệ nè, hoặc xem cải lương. Khuya mạnh ai nấy về ngủ, không vướng bận trong lòng điều gì hết á. Nhưng mà ít nhất anh cũng có để ý yêu một nàng chứ. Cái đó thì cũng có, nhưng đó chỉ là yêu thầm, chứ không nói được thành câu. Vì mình yêu người mà người có để ý mình đâu, người ta thường gọi là yêu đơn phương thôi mà. Nè, chắc tại anh có sẵn trong người lòng cao ngạo, nên dù thương vẫn không mớn lời gợi chuyện. Thì trời đất nào hiểu được ý của anh, để người ta cùng đi chung chuyến đò nè, phải không? Vì anh đi đã nghèo, khiến lòng mang nhiều mặc cảm, mình sợ tiếng chối từ nên không còn can đảm. Phải nặng gánh tương tư, mang điều sầu khổ. Bởi vậy mà anh cứ mãi lặng thinh, rồi ngày qua ngày tình cũng phôi phai. Nè, đó là lúc dưới quê, còn khi lên thành phố thì sao? Khi theo ba lên đây gần 3 năm rồi, cũng không có nữa. Nè, có xạo không đó? Em thấy mỗi lần anh vô văn phòng của ba, vừa đi vừa liếc cô này cô nọ, mà làm như tử tế lắm vậy á. Ừ, con ông chủ mà, không cô nào đeo đuổi hết sao? Em nói cũng đúng, nhưng anh nghe câu trâu tìm cột, chứ cột chẳng tìm trâu. Có thật anh không để ý mấy cô trong văn phòng không hả? Thôi thôi đi, anh xin xá dài á. Nè, còn em, bọn em không có để ý anh sao? Em hả? Không dám đâu. Vậy chứ có nhiều lúc em liếc anh á, không phải em để ý thương anh sao? Không. Thôi cô ơi, đừng có dối lòng mình. Nếu không thương, sao có lần tan giờ đó, cô đang đứng chờ xích lô, tôi chờ xe tới ngỏ ý đưa cô về nhà, thì cô leo lên xe liền. Thì tại em sợ mất lòng con ông chủ nè, và vì thấy anh có lòng tốt. Không có còn... thằng con trai nào có lòng tốt trơn tru như vậy đâu cô ơi. Không phải phận sự mà tự nhiên săn đón á, là luôn luôn có ý đồ đó. Ai biết, tại em muốn tiết kiệm tiền xích lô, chứ bộ leo lên xe anh là thương anh sao chứ. Chứ còn gì nữa, khi người con gái bằng lòng ngồi lên xe của người con trai thì đã có ý trao gửi đời mình hết 90% rồi đó. Bằng chứng là khi nãy em bảo là không có chịu đi Thủ Đức, thế là anh cứ vững tâm cho xe tà tà lên Thủ Đức để chúng ta ăn nem rồi đêm nay cùng thức. Nè, nhớ là ăn nem Thủ Đức thì phải thức đủ đó nha. Không có dám thức đủ đâu à, khuya anh cũng phải đưa em về, chứ ở đây suốt đêm em không có an tâm đâu. Sao không an tâm? Em Hồng, em không tin vào tình yêu tha thiết chân thành của anh sao? Nè, anh nói thì em nghe cũng được á, nhưng tin thì tin, mà phòng thì vẫn phòng. Em đâu có thước nào mà đo lòng anh được đâu mà anh ước mong hả? Em nói vậy phải không?
sao? Nói nghe coi. Ôm ấp tình yêu kỷ niệm còn đây, đêm vắng bụi mưa anh lại làm thơ. Lập đông lạnh giá thân gầy, mùi hương gia lý trang đài cho chúng mình nụ hôn nồng cháy. Mơ ước người thương đừng phụ tình ai, mong nhớ người yêu thương thân mình em. Bỏ quên bờ ghế mong chờ, ngỡ mưa bụi giận trong lòng, tương mơ bụi kỷ niệm nào quên. Hồng ơi dù mưa nắng có làm hương sắc tàn phai, nhưng máu trong tim không nhòa nhạt. Anh nguyện với lòng yêu em đến thác không bắt trước bướm mông, làm cho đài hoa rã nhụy rơi cành. Nếu phải do đâu mà duyên nở không thành, tự quỷ mình về ấm canh, không sông dương trần loan cũng lẻ đuôi. Tình chúng mình sâu nặng lắm em ơi, vì thiếu hụt nên quyên ương chưa chấp canh. Mỗi lúc xa em lòng anh nghe trong lạnh, hồn bâng quâng mơ tưởng khắp nhan hồng. Lời hẹn trăm năm ta cùng trao đổi sẽ vượt đoạn đường đầy dẫy chông gai. Ôi tiếng nói của anh mà hồn em chìm sâu mơ. Em hãy đừng tin anh tình chung, người hẹn chẳng đổi thay. Hồng, nè, uống nữa đi em, uống đi cho má hồng thêm thắm, cho tim chung tình rộn rã nhịp yêu đương, uống đi em. Tôi, anh Thảo à, em đã sai rồi nè. Em đã sai men tình, và sai cả men rượu nồng. Má hồng lăng lăng khiến lòng bâng khuâng. Em đã sai ân tình, hồn tương tư vẫn đang mong chờ. Nào anh có đâu hững hờ, mình trao nhau ái ân nồng say. Dù đêm nay phải chăng tơ hồng dìu bước chân, chúng ta vậy. Bây giờ là 22 giờ. Nồi. Em đã yêu anh nên xuôi tay quá rồi, đừng hờ hững đẩy đưa thêm tội đứa em nghèo. Em đã trao anh
cái sắc cái hương mà lưu là nhân ngại. Đừng vì sang giàu mà phụ rãi tình em. Lòng nào làm khổ em tôi, đất lành nước ngọt thêm bồi phù sa. Chúng mình nào phải bướm qua dù trăm năm nữa vẫn thiết tha chung tình. Anh Thảo, anh nói thật không? Không. Lòng anh chỉ biết có em trong đời. Anh Thảo, anh Thảo ơi, em nhức đầu quá. Không, em hãy ngã đầu vào lòng anh đi em. Không, anh yêu em. Lòng người như lá úa trong cơn mưa chiều, nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn, và cơn đau này vẫn còn đây. Chiều vắng nhớ đôi môi mềm ngày nào ấn cơn chào thân. Anh Thảo, anh đừng bỏ em, đừng bỏ em nghe anh. Không, ai hình như là Hồng. Đúng rồi, Hồng. Hồng lại đây mình phải diễn cái mặt buồn mới được. Nhưng mà tôi thấy Hồng trời ơi, kêu cái đi luôn à. Cô có biết là cô hại tôi quá mà. Ủa, em hại anh cái gì? Trời ơi, còn hỏi cơ cầu nữa hả? Cô đâu có biết thân tôi khổ sở từ chiều hôm qua tới bây giờ. Tôi vẫn đậu xe ba gác tại đây thức suốt đêm nay, ai ho tôi cũng hay, ai đi tôi cũng thấy. Còn cô đi đâu bất biệt vậy cô Hồng hả? Đi đâu? Em đi có chuyện riêng mà anh hỏi làm gì? Chuyện riêng gì? Chiều hôm qua cô cúp cua đi chơi với bộ phải không? Anh mới là lãng à. Em vắng mặt có xin phép ông chủ đàng hoàng mà. Thì cứ cho là xin phép ông chủ đi. Nhưng mà cô đi đâu? Đi với ai? Đi làm gì? Đi tới bao giờ mới về? Tại sao cô cái áo sau lưng cô nhăn quá vậy hả? Mỗi hôm cô đi làm cô mặc đồ láng con à. Trời ơi tôi nghi lắm. Tôi đâm hổng tôi chết liền bây giờ. Dám không? Kỳ cục ghê vậy đó. Làm gì mà anh khảo sát em dữ vậy? Tại sáng nay nè, sớm em bị cúp điện cho nên không gửi đồ được. Ừ, thì cứ cho là nhà cô bị cúp điện đi. Nhưng mà cặp mắt của cô kìa, thấy không? Sao? Cặp mắt lừ đừ như là cô mất ngủ. Bộ cô thức sáng đêm tưởng đi coi mệt nhọc, sắc mặt cô giật giờ. Tôi đau lòng quá tay, nhưng cô nào có hay. Anh làm như anh thương tôi lắm vậy đó. Chứ còn gì nữa, bộ mới hai hả? Thôi, đừng có xạo. Hôm qua em thấy anh ngồi trên xe ba gác, có xe mía ghim cóc ổi đậu kế bên nữa. Rồi cô bán cóc ổi lên xe ngồi sát bên anh,
coi tình tứ lắm á, vậy mà than cô đơn. Ủa, bộ cô thấy hả? Là tại con nhỏ đó nó mê tôi chứ bộ. Nó đeo tôi, năn nỉ tôi, biểu tôi làm chồng giùm nó. Mà tôi mặc cả, tôi đâu có chịu đâu. Anh mặc cả là sao? Tôi nói nếu tôi muốn tôi làm chồng của nó đó, thì tôi nghỉ đạp xe ba gác, và mỗi ngày nó phải bồi dưỡng cho tôi là 20.000 đồng tiền lao động ngoài giờ. Anh làm như anh là cành vàng lá ngọc vậy đó. Chứ còn gì nữa. Nó thiệt với cô nghe, tôi là người cõi trên mà, dễ gì mà có được thằng chồng như tôi sao? Chỉ có cô thôi. Cô là cô coi thường tôi lắm đó. Chứ còn con gái đó, thiệt với cô, con gái ở xóm nhà lá này đó, một dãy nhà lá này nè, đứa nào nó cũng mê tôi hết trơn cái rồi á. Thôi đi cha non, xạo quá chịu không nổi. Cô Hồng ơi, cô Hồng, cô Hồng lên chưa vậy? Dạ. Lên chưa? Dạ. Thôi để em vô làm gì. Nè, nhớ trưa nay tôi đón cô, tôi mời cô đi ăn cơm tay cầm với tôi nha. Ăn ở đâu? Ở đằng xe bánh mì đậu đằng kia ngã tư chứ đâu. Thôi cảm ơn anh nè. Nhớ nghe Hồng, ăn cơm tay cầm với tôi nha. Dạ, thưa ông chủ gọi con. Ai xưng ông chủ với cô hồi nào? Cô xưng hô với ai bằng con vậy hả? Dạ, xin lỗi. Dạ, tại em quen miệng. Dạ, thưa anh, gọi em có gì sai bảo hả? Gọi gì nghe được đó. Em ngồi xuống đó đi. Em mua quần áo gì xong chưa hả? Dạ, đã mua xong. Dạ, còn đang nhờ thợ may. Hồng à. Dạ. Hôm qua em đi một mình xuống Sài Gòn mua hả? Dạ em. Hả? Em sao? Em sao ấp úng vậy? Dạ em đi với anh Thảo á. Em nói sao? Thằng Thảo nó chở em đi hả? Dạ. Mà nè, nó đòi chở em hay là em nhờ nó chở vậy? Dạ em đang đứng chờ xích lô thì anh Thảo chạy xe tới, anh nói để anh chở giùm em xuống Sài Gòn cho đỡ tốn tiền xe. Cái thằng quỷ sứ mà, không có đám nào lọt kẻ được nó hết á. Vậy là em không có hẹn với nó phải không? Dạ không nè, có. Em nhớ rút kinh nghiệm nghe chưa? Lần sau nó có mời có thỉnh gì thì cũng phải từ chối, chớ đừng đi chung, sẽ mang nhiều tai tiếng rất kỳ. Họ nói em thương con ông chủ nên được bao che, nếu cần anh thì sẽ lấy xe nhà rồi tự tay anh lái, em được an toàn mà khỏi bị tiếng đời nó dèm pha. Nhưng mà con đây em đây đâu có chuyện gì phải đi xe nhà. Hay là em tự nan để được đèo trên chiếc Honda, được ôm ngang eo ớt nè, tôi gặp lần nữa là em phải chết đó nghe. Tôi đã thương em nhiều nên lo lắng mọi điều cho em. Dạ con, em biết ông chủ. Anh thương em cho nên em luôn luôn kính trọng anh như là cha mẹ vậy. Gì nữa đó? Trời đất ơi, cái gì đâu mà cha mẹ. Em chỉ nên quý mến anh như là mà nè, trong hộp này có đủ hết nghe. Đồng hồ nè, dầu xi men nè, đó đẹp không, cà rá hột xoàn nè, bông tai cẩm thạch thượng hạng nữa nè. Em cất đi, lát nữa em làm bộ đi vệ sinh, rồi cái em đeo nữ trang vô đàng hoàng, rồi trở ra ngồi vào bàn làm việc của anh cho anh xem nghe. Cất đi. Dạ cảm ơn ông chủ. Dạ cảm ơn anh. Nè, em cứ quên hoài vậy là buồn lắm nghe. Dạ. Cô kìa, sao mắt em thâm quần lờ đờ vậy? Bộ em mất ngủ phải không? Dạ. Đêm hồi hôm em thức làm gì? Hay là... được rồi, thằng Thảo nó đưa em về nhà lúc mấy giờ vậy? Dạ hồi... Hồi mấy giờ mà em bốc uống quầy vậy? Mấy giờ? Dạ hồi 6 giờ. Dạ. 6 giờ? Dạ. 6 giờ nào? 6 giờ chiều phải không? Sao anh không thấy? Dạ không, dạ hồi 6 giờ sáng. Trời ơi trời, 6 giờ sáng. Như vậy là nguyên một đêm. Đêm hồi hôm nó chở em đi đâu mà tới 6 giờ sáng mới đưa về nhà vậy hả? Dạ anh rủ em đi Thủ Đức ăn nem. Ăn nem sáng đêm phải không? Dạ, anh nói ăn nem Thủ Đức thì phải thức đủ, vậy cho nên trời lỡ. Trời ơi là trời, thiệt thằng này nó quá lắm rồi. Nó dám chở con người ta đi sáng đêm,
nó làm tài xế chuyên môn thức đêm mà. Rồi nó bắt con người ta phải thức sáng đêm thôi nó vậy. Ai mà chịu nổi. Mà anh hỏi em cái này nghe. Ngồi thức vậy suốt sáng đêm phải không? Dạ hả? Dạ tới khuya cái em buồn ngủ quá, cái anh biểu em nằm. Cái gì? Nó biểu em nằm. Nó nằm ở đâu vậy? Mà nằm giữa quán nem vậy sao hả? Dạ mà em không có nằm, em chỉ dựa ngửa thôi hả? Trời ơi, không nằm mà dựa ngửa nữa. Trời ơi, dựa ngửa mà dựa vô đâu vậy? Bộ dựa vô mình nó phải không? Dạ đâu có, em dựa ra làm sao đai ghế á. Vậy cũng được, dựa vậy cũng được. Mà em ăn nem rồi có uống gì không? Dạ có. Uống nước ngọt phải không? Dạ không phải. Anh Thảo anh nói ăn nem mà uống nước ngọt thì không có thú vị. Anh bảo em uống bia mới thấy ngon tuyệt á. Ây cha. Trời đất ơi, uống bia mới ngon tuyệt. Tuyệt cái ông nội nó chứ tuyệt. Trời ơi, người ta là con gái mà nó bắt uống bia. Hồng à, bộ em biết uống rượu hả? Dạ, em đâu có biết uống rượu chút nào. Từ nhỏ đến lớn chưa uống bao giờ, nên uống mới 2 ly. Mà thấy cái bàn nó quậy và hình như em sai á, cho nên em gục đại, em mượn chai ảnh làm chỗ dựa. Khi tỉnh rượu mới hay mình nằm trên đi văn. Trời đất ơi, chết rồi. Thôi rồi, trời ơi, nằm trên đi văn tiêu rồi, trời ơi, dạ. Trời. Thôi đi nha, đi chỗ khác nghe chưa? Cô đi chỗ khác nghe chưa, đi mau nghe chưa? Dạ em trời đi ơi. Nè, tụi bay có thấy thằng Thảo vào đây chưa hả? Chưa nữa, tài xế đâu? Đưa tao về nhà mau lên. Nè, mày đem xe về đầu giờ chiều rước tao nghe chưa? Thảo, Thảo à, Thảo. Cha, giờ này mà còn ngủ nữa ha? Giờ này mà ngủ như chết vậy à? Thảo, đi chỗ khác chơi. Đập hộc máu bây giờ. Trời ơi là trời. Đạp ông tiên tổ mày chứ đạp. Dậy đi. Thảo. Dạ. Dậy đi làm. Ba. Trời ơi, sao ba đánh con dữ vậy, để con ngủ mà. Không có ngủ gì nữa hết á. Giờ này là giờ nào mày biết không? Đi rửa mặt đi. Rửa mặt xong rồi ra đây tao biểu nghe không? Dạ ba gọi con. Trời ơi là trời. Đúng là uổng công xúc tép nuôi cò mà. Mày ngồi xuống đó đi. Dạ. Ngồi xuống đó. Dạ. Mày sợ ai mà làm bộ khép nép vậy mày? Nè, đêm hồi hôm mày chở con Hồng đi đâu hả? Dạ, đi vòng vòng chơi mà. Vòng vòng ở đâu vậy con? Dạ, Thủ Đức. Ở đâu? Á. Thủ Đức hả? Dạ. Chà, mày chở lên đó rồi làm gì vậy hả? Dạ ăn nem chứ làm gì ba? Ăn nem? Dạ. Ăn nem mà sáng đêm hả con? Dạ. Nè Thảo à, ba hỏi thiệt nghe, con có thương nó thiệt không? Dạ thiệt chứ ba. Không được, không được thương. Ủa sao vậy ba? Thì tại nó là con thư ký đánh máy. Thư ký đánh máy thì sao hả ba? Mày không cần biết là sao hết. Tao nói không được là không được. Nhưng thằng tài xế dốt nát như con, không lẽ ba bảo con kiếm vợ là cô hiệu trưởng hay bác sĩ, kỹ sư, luật sư, giám đốc gì đó cho có giá trị hả ba? Cuối thế kỷ 20 rồi, đâu có chuyện như ngày xưa bà công chúa lấy thằng bán thang đâu ba. Cha, bữa nay mày muốn chống lại cha mày hả Thảo? Tình yêu đâu thể đặt lên cân tiểu ly để cân cho bằng gia vế. Và gia vế của con chỉ là thằng tài xế, mà cốt lõi ngày xưa là đứa chăn trâu, nay được theo ba học lái xe hàng. Thì con yêu cô thư ký mà ba cho là hạng quèn, nó cũng xứng đôi chứ đâu có gì trên lệch. Đâu phải lúc nào ba cũng lấy quyền cha, bắt buộc con vào nề nếm cũng được. Chuyện hôn nhân ba đã cho con lựa chọn, và con cưới là cưới vợ cho con. Thì mày muốn chọn ai là tự nguyện lựa chọn, nhưng riêng con Hồng tao bảo là không được. Sao vậy? Nếu cãi lời tao thì tao sẽ từ bỏ, mặc tình mày cứ toàn tính tự do. Ba ơi, từ quê lên đây chỉ có 2 cha con mình, đâu lẽ vì chuyện duyên tình mà ba dứt đoạn đành sao? Con hiểu ba căm con là do lẽ nào, nhưng con đã yêu rồi, xin ba hãy buông tha. Buông tha cái
cái gì? Mày muốn nói cái gì vậy hả? Xin ba cho con biết vì ý nào mà ba cho cô Hồng 400.000 đồng và cho nghỉ một buổi làm để đi mua sắm. Sao mày biết tao cho hả? Cô Hồng nói và cô ấy nghĩ rằng đó là ý tốt của cha chồng tương lai, thương con dâu nên lo cho như vậy á. Mày nói sao? Hồng nó nghĩ như vậy à? Dạ, vì nghĩ vậy cho nên Hồng vui vẻ nhận tiền với lòng kính trọng ba hơn. Trời ơi, không phải vậy sao ba? Vậy chứ ba nghĩ sao mà cho tiền Hồng? Không lẽ Thảo ơi, con đâu có biết ngày mà con qua đời thì con chưa tròn. Ba đã ôm con mâm từng chai sữa và giặt giũ cho con từng tấm tà manh quần. Tình ba thương con như cây rừng yêu lá, như biển cả yêu nguồn. Ba đã sống vì con suốt 20 năm, chẳng không một phút xa rời, không nghĩ chuyện riêng tư. Nay tuổi đời ba đã ngót 50, ba cảm thấy quạnh yêu khi chiều tàn xế bóng. Ba muốn được đỡ nâng khi trở mình vì gió lòng. Ba khát vọng bạn tình cho vơi dần sầu đơn lẻ. Hồi ở dưới quê thiên hạ hay đem chuyện trâu già thích cỏ non mà bàn qua tán lại, là người ta muốn đem mấy cái lão già dê mà ví von với loài động vật. Theo con hiểu, loài cỏ non nào cũng là nơi cư trú lý tưởng cho loài sâu bọ côn trùng. Con vui vẻ khi ba quý tục quyền, nhưng phải bằng kiểu cách nào để đừng trở thành tấm bia cho thế nhân dèm xỉm. Ba biết lời của con không phải là ngụy biện, thì sức mạnh kia là vạn năng tốt đến trong hồn. Có những đêm ba trở trăng thao thức, tự cân nhắc suy tư mà hồn mộng dập dồn. Ba đã chọn một đứa gái quê vẹn toàn những cách, cho vừa tư phòng ngắm tiếng nỉ non. Chứ ba đã già mà lấy vợ già cho xứng lứa vừa đôi, thì còn lạc thú chi đâu trong cuộc đời chăn gối. Vậy mà mọi chuyện diễn ra như cuồng tơ rối, ai sẽ nhường ai cho khỏi mang tiếng của thế nhân. Ba, con hiểu ba. Hay nói chung cha con mình đều hiểu nhau rất chính xác. Công ơn ba cao dày như núi Thái Sơn. Suốt 20 năm ba dành trọn tình thương cho đứa con mất mẹ. Con không biết làm sao để chứng minh tấm lòng hiếu thảo. Một phút ai ân làm tim con rỉ mau. Ba đâu thể nào dẫm lên cho mang tiếng loạn luân. Ba ơi, nếu trước kia hiểu được tình ba thì con đâu gây chuyện nghịch thường đó. Nay đã lỡ trăm bề rồi đắm, xin ba hãy xuôi lòng cho khỏi lộn đường tơ. Hồng là người con gái đáng thương, nàng sẽ làm tròn câu vợ hiền dâu thảo. Con biết nàng sẽ chết khi nàng lối dây đạo, một trái tim đâu sang sẻ đến hai người. Phải, ba đã già rồi, ba cần phải nhường bước cho măng non. Thôi được rồi, ba sẽ gây dựng hạnh phúc cho con. Ba, con đội ơn ba. Thank you.
Trời đất ơi, có bao nhiêu giấy tờ mình xem lại hoài cũng không nổi nữa. Thiệt là lần. Dạ, dạ thưa. Gì đó? Dạ thưa anh. Cái gì? Cô mới gọi ai là anh vậy hả? Dạ, dạ thì anh dạy em gọi vậy mà. Tôi dạy cho cô hồi nào? Có gì làm bằng chứng không? Nè, cô đừng thấy tôi thương cô, giúp đỡ cho cô rồi cô leo trèo nghe. Cô nên nhớ, nói năng phải tôn ti thượng hạ rõ ràng nghe chưa? Dạ, dạ, dạ con xin lỗi và mong ông chủ tha thứ. À, có chuyện gì đó? Dạ thưa ông chủ, có ba má con ở dưới Rạch Giá vừa mới lên tới. Dạ muốn xin ra mắt ông chủ. Vậy hả? Ông bà ấy đâu rồi? Dạ đang đứng trước cửa. Thôi được rồi, mời vô đây gặp tôi. Dạ. À mà nè, cô Hồng à, cô có bệnh gì mà tôi thấy cô chao dao vậy hả? Dạ, dạ thưa không. Không bệnh mà sao ốm vậy? Đứng yên coi. Dạ. Trời, cần cổ cao nhồng hả? Nếu có bệnh thì nói, tôi sẽ cho tiền trị bệnh và cho nghỉ việc vài tuần dưỡng sức nghe chưa? Dạ, dạ con không có bệnh gì hết. Được rồi, không bệnh thì thôi, đi ra mời ba má cô vô đây gặp tôi. Dạ. Thảo à, Thảo. Dạ, dạ ba gọi con. Cô cho ba hỏi nè, có phải con Hồng nó có bầu không Thảo? Dạ. Phải không? Dạ phải ba, được 2 tháng rồi. Thưa ba, hồi nãy đứng ở trong nghe nói có ba má Hồng lên đây hả ba? Ờ, mới vừa lên tới đó. Trời ơi, bộ ông bà định lên đây làm giữ với mình hả ba? Ba chưa biết nữa. Nếu thật vậy thì làm sao hả ba? Thì tùy cơ ứng biến, mình chịu lép vế xuống nước nhỏ với người ta, tiếng chào cao hơn cổ. Chuyện gì lỡ, chắc họ cũng không khó dễ gì đâu. Nhưng mà nói thì nói vậy, chứ chắc gì họ đã biết chuyện này đâu. Nè 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 nè, con đi đâu đó hả? Dạ hôm nay ngày thứ tư, con đến xin phép với ba cho Hồng nghỉ buổi chiều, đặng con chở Hồng đi khám bệnh. Lịch khám bệnh nó là 246 đó ba. Ờ, nói với nó là ba cho phép nó đó. Dạ cảm ơn ba. Thưa ba con đi. Vô đây ba. Dạ, dạ thưa ông chủ, người này là ba của con. Dạ chào ông chủ. Có phải là Hòa không? Ủa, còn chủ đây là Thuận này hả? Thuận hả? Ừ. Trời đất ơi, Hòa nè Thuận. Tao nè, trời đất ơi, lâu quá mới gặp được mày đó nghe. Thánh thần ơi, để coi tính tới tính lui 20 mấy năm rồi phải tụi mình rồi. Mới gặp nhau. Trời ơi, có những lúc nhớ mày đó. Tao không biết mày ở đâu tìm. Rồi tao cứ nơm nớp lo sợ là mày. Quả đất tròn mà, mình còn sống là còn gặp nhau mà, phải không? Thôi, bây giờ tụi mình qua căng tin kiếm cái gì giải khác rồi tâm tình luôn. Đi mày. Rồi, qua. À, ông chủ ơi. Ông cho tôi lon bia uống nè. Ở đây có rượu đế không? Không có hả? Thôi được rồi, cho tôi lon bia luôn rồi cho đỡ khát. Tánh của mày vẫn giống như độ nè. Đâu mày kể lại cho tao nghe cuộc đời của mày coi nè. Hòa. Hả? Tao nhớ lại ngày tao về An Giang, chúng mình không nói với nhau một lời từ già. Nhiều khi nhớ bạn tao cảm thấy thật buồn. Tao có hơn mày gì đâu. Ở xứ lạ quê xa bè bạn chỉ có 2 thằng. Cái tàu mãi lo an phận nghiệp lưới dài, hẫm hút muối vua cho cuộc sống qua ngày. Nay thật không ngờ lại gặp mày đây. Cơ may nào mà mày lên như diều gặp gió, lên thành phố làm ông chủ hồi nào. Muốn lý giải cho mày nghe thì phải có đuôi đầu. Đời mà hễ qua cơn bỉ cực thì tới ngày thới lai. Thôi chuyện đó đi từ từ tao sẽ kể rõ nghe. Còn mày hôm nay đến tìm ông chủ có chuyện gì? Vì ông chủ là người ân của con gái tao. Con Hồng gửi thơ về kể rõ ngọn ngành. Tao không ngờ ân nhân đó lại là ông Thuận. Cái thằng bạn năm xưa ý hợp tâm đầu. Thật tao vui cho cái dung rủi tình cờ. Biết được chính mày thanh tịnh giúp con tao. Tao cũng không ngờ con Hồng nó là con của mày á. Thì đó. Nè,
Mày có vợ hồi năm nào mà có con lớn quá vậy mày? Thì hồi sao mày đâu một năm gì đó. Tao gặp má nó. Nè, tao nói nhỏ cho mày nghe nha. Chuyện gì quan trọng gì mày? Nó là con riêng của vợ tao. Tao gặp vợ tao đó hồi nó mới có 2 tuổi à. Bởi vậy nó không biết tao là cha ghẻ, mà tao cũng thương yêu nó như là con ruột của mình nha. Thật tao không ngờ nó là con của mày. Chứ nếu biết trước thì tao Tao tin rằng nếu mày mà biết trước nó là con tao thì còn nâng đỡ nhiệt tình hơn nữa, đúng không? Tất nhiên rồi. Vì con của mày thì cũng như là như là con của tao thôi. Chứ còn gì nữa. Nè thôi, vậy cũng là vừa khả năng của nó rồi. Bây giờ tao tính vậy nha. Bây giờ tao mời mày lại nhà tao nha. Rồi để cho vợ tao ra mắt. Sau đó tao bày ra mấy món đặc sản rồi tụi mình nhậu. Tao đem từ Di Lạc Giá lên đây, ngon lắm nha. Ăn cơm với tao một bữa cho thỏa lòng nha. Được quá chứ. Tao cũng đang cần gặp mặt cha mẹ của con Hồng để bàn một việc quan trọng. Mai mà gặp mặt mày, chắc chắn chuyện này sẽ xuôi chèo mát mái thôi. Nói sơ sơ vậy là tao biết được phần nào câu chuyện rồi. Khỏe thôi, mình là chỗ thân tình quá mà. Được rồi, để tao gọi tài xế lái xe đưa tụi mình đi. Chứ kêu con Hồng nghỉ việc để cùng về cho vui. Mày ngồi đây nghe, tao đi à. Rồi. Hồng nó đi với ai vậy cả? Má, má ơi, má, có ông chủ đến chơi kìa má. Mặc áo đàng hoàng đi đằng tiếp ông vậy hả con? Để má mặc áo bà ba vô cái đã. Má Hồng ơi, có ông chủ đến chơi nè mình. Dạ, tôi nghe rồi. Mày cho tao xin đứt tiếng đó đi, nhường cho người khác. Tao không khoái làm ông chủ vợ chồng mày đâu. Thì tao gọi vậy để giới thiệu với vợ tao chứ bộ. Nè Thuận à. Hả? Đây. Đây giới thiệu vợ của tôi. Xin chào. Chào à. Hả? Có phải Lan đó không? Phải. Dân Lan đây. Té ra ông chủ là anh Thuận đây à. Ủa, nó vậy má nói với anh Thuận có quen nhau hả? Phải rồi. Quen. Quen nhiều lắm. Anh Hoàng, anh Thuận đây trước kia là... Anh Thuận, anh ngồi đó đi. Cảm ơn Lan. Thôi tôi hiểu ra mang máng rồi. Cố nhân. Cố nhân lại gặp cố nhân chứ gì. Thôi, Thuận à, mày cứ tự nhiên nha. Tự nhiên tâm sự với má con Học nha. Để tao lo luộc mấy con tôm hùm trước cái đã. Rồi tụi mình nhậu chơi. Chờ con Hồng nó lo cơm xong rồi mình ăn luôn. Tự nhiên nha. Tôi ra sao à? Thấm thoát mà đã 20 năm rồi, phải không Lan? Phải. Đã 20 năm rồi. 20 năm trước người ta đã bỏ tôi ra đi bạc chim tâm ca. Tôi đã ôm quan thay và vất vả nuôi con. Khi sanh ra được đúng ngày đúng tháng, tôi vẫn mỏi mòn ngóng trong hình dáng. Đợi bước ai về cho con nghi mình đủ mẹ đủ cha. Ngày tháng trôi qua, cứ mỗi mùa trăng từ trăng khuya đến trăng đầy. Ngày đầy tháng của con tôi không biết đặt tên gì cho nó, và cũng không biết lấy họ nào để tôi làm giấy khai sanh.
lỗi cho anh, vì thật ra anh đây cũng không ngờ em lại mang thai khi ân ái mặn nồng. Trở về quê anh lại ép lòng lấy vợ, người vợ mà thật lòng anh chẳng có tính toàn, mà phải đã mang rồi sanh con sanh nở, lại còn phải lo cuộc sống gia đình. Ngày lại tháng qua đành mang tiếng phụ tình. Rồi có những đêm tôi thâu thức nhìn gương mặt con dung tạc như bước chân dung của cha. Tôi tổn thức tâu canh mà âm thầm lấy đâu, càng nhớ đến ai càng hận tôi cho mình. Chúc phận linh đinh ngỡ là thuyền kề được bến vào khúc nhà thân. Có lẽ số hẩm yêu trời dành cho phận bạc, nên con chim đa tình lại xoài cánh bay cao. Kiếp giang hồ tôi có nhiều khách hầu qua, nhưng chẳng bao giờ si tình xa nhà. Vậy mà trái tim tưởng chừng như là xoáy đá, lại rụt ra tình. Lan, Lan có hiểu cho lòng của tôi không? Tôi không trách anh, bởi chuyện đời có những điều không phải do ta mà do nghịch cảnh. Tôi chỉ thương con tôi nó chịu điều bất hạnh, mở mắt chào đời nó không thấy mặt cha. Anh xin phép cho tôi được nói đôi lời nha. Thuận à, tao khuyên mày và má con Hồng đừng nên trách hờn chi nữa. Mọi diễn biến này đều không phải do ta. Nếu tin theo số mạng thì đó là duyên kiếp. Nay hội ngộ nhau đây, mày với Lan cũng nên bình thường cư xử, bằng nghĩa cử thiện liên trong tình nhân ái giữa con người. Nay gặp nhau đây tao mới hay tao là chồng của vợ mày. Wow. Thì nào có sao đâu, bởi tao với mày là bạn mà, đâu lẽ gì mà chia cách tình bạn của chúng ta. Thôi thì chuyện ngày qua cứ để cho nó qua luôn, mình vui lên trong ly rượu mừng ngày tao ngộ. Lan và mày nhìn nhau không có gì xấu hổ, hãy xem nhau như là đôi bạn thâm tình. Chi ly lắm, mày nói chi ly lắm quà. Thôi được rồi, mày luộc tôm xong chưa? Chúng ta hãy cùng bài tiệc nha. Sẵn sàng xong hết rồi, chờ tao chút. Không à, không. Dạ, dạ. Bà má ơi, hôm nay con có hẹn đi công chuyện, xin phép bà má cho con đi một chút cái con về liền hả? À. Dạ, dạ thưa ông chủ ngồi chơi. Anh Thảo, chờ em một chút. Trời ơi, yeah. Chết rồi. Sao? Chết rồi. Hồng ơi, Hồng ơi, Hồng. Nè. Mày gọi nó có chuyện gì vậy? Trời ơi, chết rồi Hòa ơi. Sao nãy giờ gặp Lan tao lo kể chuyện xưa mà tao quên mất. Trời ơi, không xong rồi mày ơi. Mà chuyện gì vậy anh Thuận? Thì chuyện con Hồng với thằng Thảo. Trời ơi, con với cái nó hại tôi mà. Hại?
mà hái việc gì? Trời ơi, còn hỏi nữa. Thằng Thảo, con tôi với con Hồng yêu nhau. Hả? Và con Hồng nó đã có thai rồi. Trời ơi. Thì cũng tại mày, ngày trước mày gieo gió thì bây giờ mày gặt bão chứ sao? Không, không thể được, ta phải về ngay. Tôi nói là anh em mà. Trời ơi, trễ hết rồi, nó đã lấy nhau, còn gì nữa không cản. Trời ơi, trời. Vậy là mình đầu hàng cho nó tiếp tục loạn luôn hay sao? Không được, không được, ta phải tìm tụi nó nói cho ra lẽ. Tao đi đây, tao về đây. Anh Thuận, đứng lại đây, tôi nói chuyện này cho nghe nè. Sao bà không để mai hả nói? Sao nãy giờ bà ngồi chết cân vậy, bây giờ nó chạy đi mất rồi bà kêu gì? Chứ không lẽ giờ ông biết tôi nhảy cẩn lên hay sao? Nhưng mà ít ra thì bà cũng là trời, không có chiều gì hết á. Tụi nó không loạn luôn gì hết trơn á. Ủa, tại sao vậy? Thằng Thảo và con Hồng đều là con của thằng Thuận mà. Ơi, từ từ rồi ông sẽ biết, tôi sẽ nói ra. Nhưng mà thôi bây giờ nè, mau nè. Ông dắt tôi qua nhà anh Thuận liền bây giờ đi. Nhưng mà tôi đâu có biết nhà nó. Thì qua cơ quan của ảnh hỏi chứ có gì đâu. Vậy mà tôi cũng không biết, thôi bây giờ mình đi. Đi đi, lẹ lên nè. Sao em hẹn với người ta trưa nay đi ăn cơm rồi đi khám mà bắt người ta chờ muốn chết vậy? Em nhớ chứ, mà bị bữa nay có ba má em lên, rồi ba em mời ba anh đến chơi nữa, cho nên em mắc lo cơm nước. Với lại em giàu quá, muốn rớt tim rồi nè. Sao vậy? Còn hỏi nữa, má khó lắm. Má mà biết em đã lỡ vậy là chết em rồi. Em sợ muốn xỉu đây mà còn lo giận lo hờn nữa. Thì ba anh cũng chờ ba má em lên để nói chuyện tụi mình mà. Hơn nữa ba anh với ba em là bạn chí thân, thì chuyện dàn xếp đâu có khó khăn gì. Anh nói nghe em re hả? Bạn là bạn, mà chuyện hôn nhân thì phải có ngăn nắp chứ. Con của bạn mà làm bậy như vậy thì biết hai người có còn là bạn nữa hay không? Sao là bậy? Yêu nhau là bậy sao? Đồng ý là yêu nhau, nhưng mà chưa cưới hỏi mà anh làm như vậy còn em thì như vậy nè, coi được thì không? Trước sau gì cũng vậy, miễn là anh cưới đàng hoàng thôi chứ. Thôi đi, đừng có nói ngang như cùa, lo lấy thúng mà hớn tóc tôi đây nè, chắc chắn là bị cạo đầu khô đó. Nếu em bị cạo thì anh cũng cạo luôn cho trọn tình, một thời gian thì tóc mọc lại chứ gì đâu. Anh thiệt là người cố lì cố mạng hả? Không cố lì làm sao cưới được vợ hiền chứ. Chưa có chắc hiền đâu á, coi chừng lộn tiệm đó nghe. Bây giờ anh tính sao nè, chứ ngồi đây hoài sao? Bây giờ đi về. Về đâu? Về nhà anh, hỏi ba anh coi tình trạng ra sao rồi mình tính. Em không có về nhà nào hết. Trời đất ơi, bây giờ không lẽ tính đi quan sao? Ai biểu tại anh chi? Ừ thôi thì tại anh đi, để từ từ cho anh tính chứ. Đi em, tội nghiệp anh mà, anh khổ lắm rồi mà. Chứ bộ người ta không khổ hả? 5-6 tháng trời xa cách mẹ cha, nay người đến đây mà không dám về cho vui nhà vui cửa. Anh đó, anh đã đưa em vào đường cùng, không phương xoay trở. Không lẽ trung mẹ trung cha mà đi theo anh tận nơi gốc bể chân trời. Em hãy an tâm, anh đã quyết lòng không đổi không dời. Một phút buồn si anh phạm điều tội lỗi, mình hãy bền lòng mà gỡ rối tơ vương. Nhà em nghèo nhưng gia đạo của kỹ cương, em đã cố giữ mình không như vườn lan. Bao la như biển Thái Bình ra sao, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lòng mẹ êm ái như đồng lúa chiều dì dào, tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Em hãy trọn tin vào tình thương của mẹ, chúng ta cùng quỳ trước mặt người mà ta tội. Chồng che chở một đời qua.
em lên xe cho anh chở đi khám rồi còn về nhà nữa. Đi, đi em, đi. Nè, em ngồi ngoài này nha, để anh vô mở đường trước nha. Ờ, anh vô trước đi. Ba, kìa ba, sao vậy ba? Bộ, bộ ba xỉn rồi hả ba? Kìa Thảo, con về đến rồi phải không? Con Hồng đâu? Hồng dạ? Đâu con? Dạ chứ vậy ba? Trời ơi, dạ tới nơi rồi con ơi. Hả? Chuyện gì vậy ba? Bộ ba má Hồng không bằng lòng gả Hồng cho con hả ba? Hay là ông bà làm khó dễ vụ Hồng có thai? Trời ơi, không phải như vậy đâu con ơi. May là việc này do con gây ra, chứ nếu là ba thì... Trời ơi, còn nước non gì nữa. Ba, ba nói gì con không hiểu gì hết á. Ba còn không hiểu thì làm sao con hiểu được. Thảo ơi, không bao giờ con cưới được con Hồng đâu. Khổ lắm con ơi. Trời ơi, sao vậy ba? Tụi con yêu nhau thật lòng mà. Không, con nhất quyết cưới cho được Hồng mà. Ba, ba sắp có cháu nội rồi đó ba biết không? Ba nói không được, không được là không được, con nghe chưa? Ba ơi, hai tiếng tình yêu tuy nghe ngắn ngủi mà tình sâu nghe nặng. Dù cho hai con có điều lầm lỗi, mong ba hãy mở rộng lòng thương cho hai con trọn mối duyên tình. Hai con làm sao chịu nổi khi yên quanh cách biệt phương trời. Dù cho ngàn sao giăng có nay dời mai đổi, thì tình chung này nguyện chẳng đổi thay. Ba ơi, bởi nguyên do nào gây cảnh lá lai, xin ba nói rõ cho con tường trong đục. Nếu phải vì chữ yêu báo công ơn dưỡng dục, con xin sẽ cắn răng đứt đoạn nghĩa can thường. Trời ơi, ba đã khổ lắm rồi, con đừng rên rỉ cho lòng ba thêm tê tay. Kìa Hồng ba... Xin ba hãy xét suy cho cuộc tình duyên đôi. Trẻ đã lỡ yêu rồi thế có đất trời sao nỡ đối. Thay dẫu có tác đi nào giá bày ra mà sự tình này do từ ngày xưa. Tôi sự tình nào ngày xưa do ai sắp đặt, để ngày nay hai con phải chịu bẻ bàng. Kiếp này duyên phận dở dang, huống liệu một thác suối vàng đời. Hai con ơi, chính ba đây cũng tim ruột bầm gan. Bởi vì... Vì sao hả ba? Vì hai con là anh em cùng cha khác mẹ. Trời ơi! Ba! Ba! Ba chết con sống ơi! Đau thương mà liều mình, dù
cho duyên số trái ngàn, ta cùng chung thác. Lẽ đâu anh lại sống đời bơ vơ, để em riêng mình quý đời hồng nhan. Trời nào vẫn chia yên quanh lìa đôi. Thảo ơi anh hãy để cho em tìm về cõi chứ, không thể sống đây mà âm quan thai cho lỗi đạo luân thường. Khi bước vào yêu là muôn nẻo đoạn trường, em chót sinh ra thân má hồng bát mơn, định số nào xuôi sớm giả biết trần gian. Hồng ơi em chết rồi anh sống với ai, hay ôm tình hận kéo dài theo năm tháng. Tội lỗi anh gây cho đời ơi. Sự thật thì chính ba cũng mới hiểu được đây thôi con à. Ba ơi, chắc con không thể nào sống nổi nữa ba ơi. Ba chỉ có một mình con, hãy thương ba con ơi. Kẻ thật, chuyện thế nào rồi? Tao đã nói ra sự thật rồi. Trời ơi, con Hồng đâu rồi? Nó cắm đầu chạy đi đâu mất rồi. Anh Thuận, anh nghe tôi nói nè, con Hồng nó không phải là con của anh đâu. Hả? Làng, em vừa nói gì? Con Hồng nó bình tĩnh, bình tĩnh đi. Anh bình tĩnh, anh nghe tôi nói rõ đi nè. Trước kia khi tôi gặp anh thì tôi đã có một đời chồng và một đứa con, mà nó cũng là con gái. Khi tôi với bà nó xích mích chia lìa, tôi hận đời nên tôi mới đem thân làm điếm. Thôi mà, nhắc chuyện đó làm gì em biết nữa. Đến khi tôi và anh yêu nhau, tôi sợ anh mang điều mắc cấm nên mới đem con gửi cho bà già. Và anh ngỡ rằng tôi chưa sẵn sàng. Có chuyện đó nữa à? Khi đứa con của anh chết đi vì tôi cô đơn nên bắt lại con Hồng. Nói vậy con Hồng là con riêng của Lan à? Phải, còn đứa con gái của anh đã bị súc nuôi và chết đi khi vừa tròn 5 tháng tuổi. Trời ơi, con gái của tôi. Thôi thôi thôi, bây giờ chúng ta phải kiếp theo chân con Hồng, kể cho nó nghe tự sự. Kẻ nó đau khổ quá rồi, nó liều mạng rồi, còn tai hại không biết sao mà lường được nó nghe. Đi đi, chúng ta đi mau. Thảo ơi, vui lên đi đừng có khóc nữa con ơi. Vui lên mà tìm con Hồng, mau lên con. Để nó cuồng trí, nó liều mình tự tử thì khổ cả đám đó. Trời đất ơi, Hồng ơi, Hồng ơi chờ anh với. Hồng ơi chờ anh với, Hồng ơi Hồng. Từ từ Thảo. Trời ơi. Trời ơi, cái chân của tao chảy nhiều quá, đưa đi bệnh viện, mau lên. Quà ơi, Lan ơi, lên chạy đi tìm con Hồng nha, để tôi đưa thằng Thảo về trung tâm chỉnh hình băng bó nghe không? Xích lao, ngừng lại, chở dùm vô bệnh viện gấp đi. Từ từ, chú ơi, khoan đã, để tôi leo lên tôi ôm nó nha. À, quên nữa, xong rồi, giọt đi chú, giọt lẹ đi. Bớt cái bù liêm lại, bây giờ lo tìm con Hồng cái đã. Dạ ơi, để tôi lên. Kìa, ông có kìa, Cái gì? Không lo kiếm con mà coi cái gì. Làm như ở dưới quê lên, gặp cái gì cũng nhìn, muốn rớt. À, ông nói bá láp bá xàm không à.
cô biểu ông coi cái con nhỏ nó mặc áo hường đi lang thang ở trên đầu ngõ cả kìa. Đó đó, nó lên dốc cầu đó, ông thấy chưa? Đó 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 đó. Coi có phải Hồng không? Ủa không phải. Giống quá trời ơi trời. Bà già vậy mà mặc áo hường. Chạy tới nơi rồi nhìn kỹ. Không phải. Vậy mà sao dòm tới giống gái 18 ghê đây chứ. Ê ca ca. Ê ê ê. Ê con đứa ca. Ca ca ca. Nó phóng xuống rồi. Trời ơi. Trời ơi, nó nhảy xuống cầu rồi. Mày quá vớt được rồi. Hồng à, con thiệt là dại dột. Từ ngày con khôn lớn nó đã căng dẳng con hoài. Đàn ông con trai càng ngó ngọt bao nhiêu thì mình càng cảnh giác bấy nhiêu. Khi nó muốn chiếm đoạt con thì nó hứa hẹn với con đủ điều. Mà khi nó thỏa mãn rồi á thì loài ong bướm sẽ cất cánh bay cao. Mặc cho đài hoa ủ rũ sao đã nhủy lạc hương mai, còn đâu thấm đượm ngọt ngào. Trọn đời con gái một lòng vui, mà lòng người thì bạc như dối, mấy ai chung thủy như lời. Con nghe thì mắt tin lòng con sinh gì đã nghĩ rằng con với Thảo cùng quyết nhục tình thâm, chứ Thảo yêu con thật lòng không như phượng bướm ông. Thảo cũng đang ngày đêm trong đời bóng ba ba giáp mặt thùng duyên vẹn vẽ trọn đời cùng hạnh phúc bên nhau. Hồng ơi, cũng phước đức cho con gặp người thủy chung trọn đau, mà chỉ sợ con lầm quân bất hào, phải ôm quán cây mà áo nào riêng. Một phút xa chân đưa đầu con trên muôn lối gặp gần, một lần sanh con khác nào như đi qua biển rộng, sóng dập gió dồi nghiêng ngửa chiếc thuyền trôi. Người ta đi biển có đôi, còn con tôi đi biển một mình. Nếu không có bạn chung tình, con sẽ lên đến ngoài ngàn khơi sóng ca. Má, má ơi, con không phải vô tâm quên lời ba dạy, nhưng tình yêu quá nồng nàn con mới nhẹ dạ hiến dâng. Chỉ một phút trao thân mà lại kết đủ máu tình chung lưu dân. Mơ nếu không mãi được ba cứu giấc thì giờ đây con chỉ là kẻ xác không hồn. Con mất trí khôn vì trải qua làm đau lòng mơ. Con quả là đứa con vô nghĩa bất nhân, hơn 20 tuổi đầu mà không giữ trọn hiếu thân, chẳng càng nghĩ suy toan gây điều lỗi đau.
Thôi bà ơi, tôi với bà sửa soạn qua thăm con Thảo nữa này sao? Thôi đi, đi lẹ lẹ đi. À. Đi. Vô đây. Ủa, kìa, anh Thuận anh đứng kìa. Thằng nhỏ sao rồi mà anh đứng tỉnh queo vậy kìa. Anh Thuận. Ủa, gặp con Hồng rồi nó hả? Trời ơi, làm tôi ngồi đứng không yên à. Ôi, vừa vớt nó lên sốc nước cho nó tỉnh lại. Cái nó nghe tôi nói rõ tự sự vậy cái rồi nó hối tôi với ba nó chạy tới đây liền nè. Ủa, Thảo thế nào rồi nghe Thuận? Chân nó được bó bột rồi. Ba, anh nằm ở phòng nào vậy ba? Phòng số 8, khu B, lầu 3. Dạ, dạ để con chạy lên đó trước. Ê, coi chừng té. Coi chừng té hỏng thẳng rồi đi. Trời ơi, đừng có chạy mà. Ây da, không biết nghe tôi bệnh rồi nó có chạy nhanh vậy không, không biết không? Thiệt, cô hại quá mà. Sao không để tôi nói chết hết rồi cô hãy nói. Tại tôi muốn thử lòng anh đó chứ. Cũng đáng cho đời cho cái tội mà tôi tướp của thằng Thảo đó. Thì tại nó giống tôi hồi còn nhỏ chứ. Còn dám nói nữa. Bây giờ tính sao đây? Đi lên thăm nó hay là đi về? Bà khéo hỏi. Đã tới đây mà không lên thăm sao được? Dầu gì nó cũng là con rể của mình rồi. Cái gì? Ông nói cái gì? Ai đã đến hỏi cưới con Hồng cho nó rồi mà ông dám nói là như vậy hả? Thôi đi cô ơi. Bắt tì bắt ố làm gì? Bị lu bu việc này nên tôi chưa kịp nói đó chứ. Bà sao? Mở miệng không sợ cắn lưỡi à? Tôi hỏi bà, chống treo ai dám đánh thù? Bầu không muốn vậy. Thôi. Đi lên trên đó đi, đừng ở đây đứng dạy đời tôi nữa. À, đi phải không? Đi chứ, đi Thuận. Hồng ơi, anh nằm ở đây nè. Anh Thảo, anh thấy trong người thế nào vậy anh? Trong người vẫn khỏe thôi. Chỉ có cái chân nhức quá à. Ba gặp em ở đâu vậy? Ba gặp em ở tuốt dưới đáy sông á. Trời ơi, sao em gan cùng mình vậy? Không sợ ngộp sao? Còn chọc người ta nữa hả? Bộ em tính chết một mình bỏ anh lại bơ vơ hả? Sức mấy mà bơ vơ. Không có em thì có cô khác chứ bộ tử tế gì. Phải không? Không phải vì đâu em. Hồng ơi, nếu em mà có mệnh hệ nào thì Anh cứ chiều nhìn ra đầu ngõ dâng dâng niềm tưởng nhớ Giáng sinh sinh một người lòng mãi ai hoài đến nét ngây thơ hồn nhiên rồi khiến cho lòng đảo điên cuộc đời con gái trao anh tiến trình rồi mà chót đã vương màng làm sao bước song hành khi hiểu ra anh với em mình cùng chung huyết thống giờ này ta đã rõ nên duyên càng gắn bó bao giông qua thật rồi giấc mộng cuộc đời con gái mưa xa giữa lưng trời hạt xuống bây giờ là 23 giờ Hồng ơi, gió đẩy mây trôi, mưa vào lối mộng, hạt mưa tưới nhẹ vào lòng đang rác bồng. Làm mát dạ thủy chung như nước mắt em rơi vì hạnh phúc đã qua về.
kể từ nay chúng ta mãi bên nhau má tựa dai kề. Mối tình son nào cũng có nhiều ngang trái, nhưng bước thủy chung vững vàng thì ta sẽ vượt qua. Từ nay gian khúc tình ca thắm duyên mai trút đậm đà duyên tơ. Bỏ cơn khắc khoải trong mơ, cùng chung nhịp điệu dần thơ giao tình. Sao hai đứa bay bây giờ vui vẻ rồi phải không? Thảo à, dạ. Con ráng lo chữa trị vết thương đi. Trong cái rủi thì nó cũng còn có cái mai nghe con. 6 tháng nữa chân con thiệt lành rồi cái má làm đám cưới cho hai đứa. Má, dạ thưa, con nghe nói 2 tháng là chân con đi được rồi đó má. Tuy là 2 tháng nữa đi được, nhưng mà cưới vợ thì chưa được đâu nghe con. Má nè, vậy thì chờ 6 tháng nữa Hồng Xanh làm sao mà đám cưới được hả má? Thì đâu có làm sao đâu. Tới chừng đó đó nghe không, cái ăn đầy tháng rồi cái má làm lễ phúc bạc luôn cho nó gọn à. Má, má nói thiệt là mẹ mà. Vợ chàng rể nói chuyện nghe khoe re ha. Cái gì mà tới 6 tháng nữa mới làm đám cưới lận? Vậy chứ, cưới sớm quá rồi cưa cục cẳng rồi sao? Thấy họ bị hoài đó nghe. Thôi mà, chuyện chưa đến đâu hết mà hai ông bà cãi lý với nhau hoài. Thôi, mình lên thăm nó chút vậy mình về. Còn con Hồng thì... Dạ thưa ba, ba cho con nghỉ phép, đặng con ở đây săn sóc cho anh Thảo nghe ba. Được rồi, để ba tìm người khác thế đỡ cho con. Thôi, ba về à. Thôi bây giờ tao nói một câu nghe, thuyền tình đã trở về bến cũ rồi, tụi bay có quyền nghĩ tới tương lai. Ba má cũng về luôn nghe con. Dạ. Hồng ơi, giờ đây tình mình sẽ không có trở lực nào ngăn cản được phải không em? Phải, đêm nay em sẽ ở lại đây để dìu anh cùng ngắm ánh trăng tà. Đêm nay thời gian bỗng nghe lắng đồng, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Mưa rơi làm thêm khó có giá tư vì đường xa ướt mưa. Xin mưa triền miên mãi không lắng đồng, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Cho cơn ngủ quên chốn cô xa tư vì đường xa ướt mưa. Xin anh đừng về vì đường xa ướt mưa. Hồng, em mãi mãi là của anh. Chân, em mãi mãi là.